Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn trở lại với chương trình truyền hình thực tế Phong thủy 24 giờ, chủ đề cây xanh trong phong thủy. Thưa quý vị và các bạn, trong những chương trình trước đây chúng tôi đã đề cập với quý vị rất nhiều những cái thông tin đưa ra về các loại cây phong thủy được trồng trong nhà và những cái cung mệnh cũng như là cách chăm sóc để làm sao chúng ta đạt được những cái hiệu quả của cây xanh. Thưa quý vị và trong chương trình ngày hôm nay, quý vị hãy đồng hành với chúng tôi cùng trải nghiệm với những cái thông tin hữu ích về 12 con giáp phù hợp với những cái cây phong thủy nào thì quý vị hãy chờ chúng tôi trong ít phút, chúng tôi sẽ truyền tới quý vị những thông tin sau đây. thưa quý vị và các bạn cây xanh thì ngoài cái việc mà chúng ta trồng để trang trí cũng như là làm đẹp ngôi nhà thoáng mát rồi là tạo ra những cái không khí trong lành rồi là hút những cái khí độc và thải những khí độc để làm sao cho cuộc sống được cái thoải mái và tốt đẹp hơn thì cái việc mà chúng ta xác định mà mỗi một cái cung tuổi để chúng ta có thể sử dụng cái cây xanh đúng lối đúng cách và phù hợp với uh, tuổi và mệnh của mình thì nó lại càng có cái sức tác dụng tốt hơn. À, chính vì vậy là chúng ta sẽ cùng tham khảo về cái uh, cây xanh phong thủy của 12 con giáp được uh, thể hiện cụ thể với những cái cây như thế nào thì quý vị uh, hãy cùng theo dõi. À, thưa quý vị, thì uh, đối với tuổi Tý là tuổi đầu tiên mà chúng tôi muốn nhắc tới để chúng ta sử dụng cái uh, cây phong thủy cho phù hợp. À, thì người tuổi Tý thì thường uh, hay mất nhiều cái cơ hội để kiếm tiền và làm giàu. Uh, nhưng mà cái người tuổi Tý lại có uh, cái ưu điểm đó là cái ý thức tiết kiệm cũng như là cái tích lũy tiền bạc. Uh, chỉ cần có một cái chút may mắn, cái sự uh, dũng cảm thì cơ hội uh, của họ sẽ phát tài và phát lộc lên rất là nhiều. Và để nắm bắt được những cái cơ hội này thì chúng ta sẽ nên sử dụng uh, cây phong thủy đó là cây kim tiền để uh, đặt ở trong nhà hoặc trong phòng làm việc thì là khá cần thiết và sẽ có những cái tác dụng để cho cái người tuổi Tý này sẽ kiếm được những cái cơ hội cho mình về tiền bạc và giàu có hơn thì quý vị À, đối với người tuổi sửu thì người tuổi sửu à, việc trồng à, cây phong thủy theo tuổi như là cây à, phong lộc hoặc là cây à, dứa cảnh à, trên bàn làm việc à, có một cái à, lợi ích là mang đến nhiều cái vận may hơn về tài lộc và hầu hết là những người tuổi sửu là những người chăm chỉ chịu khó làm ăn à, làm à, việc thành thạo nhưng tính tình của họ thì lại là à, quá thật thà chính vì sự thật thà thẳng thắn mà cái tiền bạc về không được là bao nhiêu để tăng thêm cái cơ hội để làm giàu thì một cái cây dứa cảnh nến đỏ hoặc là cây phong lộc hoa sẽ là lựa chọn rất là tuyệt vời khi quý vị sử dụng À, đối với người tuổi dần thì quý vị hãy uh, uh, cùng trải nghiệm đó là như đã nói ở trên thì mỗi một tuổi sẽ có một cái cây trồng phong thủy khác nhau để phù hợp đối với cái cung mệnh thì với người tuổi dần thì chúng tôi thấy rằng cây ngũ gia bì chính là lựa chọn không thể bỏ qua à, ngoài việc uh, gọi là ngũ gia bì thì cái cây này còn có tên khác như là cây uh, chim hoa trắng hoặc là sâm nam qua tìm hiểu thì ngũ gia bì có tác dụng rất là tốt trong việc uh, giúp gia chủ phát triển về tài chính và hơn hết chính là sự sáng suốt trong cái việc là quản lý tiền bạc thưa quý vị thực tế thì các bạn có thể thấy là người tuổi dần thì hầu hết họ là những người rất là dũng cảm và trong mọi công việc và đặc biệt là khả năng kiếm tiền của họ họ dám chấp nhận những cái rủi ro họ cũng không quá quan trọng đến việc kiếm tiền mà thay vào đó là thích thú với cái việc mà chúng ta tận hưởng cái cảm giác để kiếm ra tiền có lẽ chính vì đặc thù này mà một cái cây ngũ gia bì sẽ là sự lựa chọn đầu tiên của người tuổi dần để cho rất là phù hợp với quý vị. À, quý vị và các bạn thân mến thì trong 12 con giáp thì luôn luôn uh, chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm về vận mệnh, uh, về căn số rồi cũng như là về vấn đề yếu tố phong thủy uh, phù hợp thì cây cũng là một trong những cái uh, yếu tố để quý vị có thể lựa chọn để uh, cuộc sống của chúng ta có cái sự hài hòa và chúng ta tìm kiếm cũng như là sử dụng đúng uh, mục đích thì chúng ta sẽ có được cái sự tốt lành của nó. Vậy thì những cái tuổi tiếp theo và phù hợp với những cây phong thủy như thế nào? thì quý vị hãy chờ chúng tôi trong ít phút Thưa quý vị và các bạn trở lại với chương trình với nội dung cây phong thủy để phù hợp với 12 con giáp và tuổi Mão quý vị sẽ cùng trải nghiệm. Thì đối với người tuổi Mão thì họ không có khả năng kiếm được nhiều tiền. Và tại sao lại vậy? Đây cũng chính là những cái thắc mắc và những cái câu hỏi của những người tuổi Mão và cả những người khác nữa. À, nhưng mà để khắc phục được những điều này thì có lẽ thì chúng ta sẽ sử dụng đến cái cây trúc hoặc cây tre phú quý sẽ giúp cho vận là tài của họ sẽ trở nên thịnh vượng và kiếm được cái nhiều tiền hơn và nhanh hơn đấy quý vị. Và đối với người tuổi thìn thì người tuổi thìn có cái đường tài lộc thì vô cùng tốt, họ không mất quá nhiều thời gian để làm việc vất vả hay dùng mưu mẹo để có thể kiếm tiền. Thế nhưng mà bên cạnh đó thì vẫn có những cái điều làm cái sự cản trở của sự phát triển, đó chính là những kẻ xấu thường xuất hiện để làm cản trở đường công danh tài lộc để khắc phục được những hạn chế này thì quý vị hãy chọn một cái cây xương rồng hoặc cây vạn niên thanh đặt tại hướng tây bắc của không gian sẽ giúp mà hòa giải lại cái tà khí cũng như là giúp mang đến nhiều những cái vận may cho cái tuổi này quý vị ạ và đối với người tuổi Tỵ thì những người tuổi Tỵ thì đơn giản chỉ cần một chậu cây rau má đặt cạnh cửa sổ trên bàn làm việc hoặc có thể là một ít cây cỏ đồng tiền đặt ở trong chậu thì đặt trước cửa nhà cũng rất là rất là tốt. Cây trồng phong thủy sẽ giúp cho những người tuổi Tỵ trở nên mạnh mẽ hơn, được đón nhận nhiều cơ hội tiền bạc cho mình hơn và bên cạnh đó thì người tuổi Tỵ cũng thường được rất là nhiều quý nhân phù trợ nên là quý vị cũng đừng bỏ qua cái cơ hội này thưa quý vị đối với người tuổi ngọ thì hầu hết thì tài vận của những người tuổi ngọ khá là tốt thưa quý vị à, họ có khả năng kiếm tiền nhưng đôi khi dẫn đến cái sự thua lỗ rồi làm tổn thất về tài chính nếu tham gia vào đầu tư và kinh doanh để khắc phục được cái phần nào cái khó khăn này thì những người tuổi ngọ có thể lựa chọn cho mình một cái uh, vài cái cây trầu bà uh, đặt uh, tại bàn làm việc và uh, không chỉ để trang trí mà cây trồng phong thủy sẽ còn có tác dụng cho tài vận của họ trở nên là tập trung vào một mối hơn và đối với người tuổi mùi thì có lẽ những người tuổi mùi thì lan quân tử chính là loại cây phong thủy mang đến sự thịnh vượng về tài chính nhất à, những bông hoa với sắc đỏ cam rực rỡ à, chỉ cần đặt một chậu lan quân tử bên phải bức tường đối diện với sofa trong nhà thì loài hoa này loài cây này cũng mang đến cái sự quý nhân phù trợ cho gia chủ của họ được trên cái con đường tài vận và tăng thêm cái khát vọng và nỗ lực kiếm tiền sẽ nhiều hơn. Đối với người tuổi thân thì à, nếu bạn đang tìm kiếm một cái cây trồng phong thủy à, cho người tuổi thân thì cũng đừng bỏ qua cái cây à, thủy tùng. Thưa quý vị, đơn giản chỉ cần một chậu cây thủy tùng hoặc là cây nguyệt quế đặt là tại phòng đọc sách hay là phòng làm việc sẽ là cách để giúp bạn là tụ tài rồi là cũng như là giữ lại tiền bạc trong túi. Bởi hầu hết những cái người tuổi thân thì họ biết cách kiếm tiền và rất là biết nắm cái cơ hội nhưng lại tiêu xài rất nhiều, đôi khi là cái có thể là vung tay quá chán và do vậy để khắc phục cái vấn đề này thì hãy nhờ vào cái cây phong thủy chúng tôi vừa mới đưa ra và tiếp đến thì đó là uh, cái cây uh, cho người tuổi dậu thì có lẽ trong tất cả các loại cây trồng thì phong thủy thì sen đá chính là cây phổ biến và dễ trồng nhất và dễ chăm sóc nhất nhưng để nói là hợp nhất thì sen đá rất phù hợp với những người tuổi dậu thưa quý vị qua tìm hiểu thì chúng tôi thấy rằng uh, đường tài vận của những người tuổi dậu uh, uh, rất là thịnh vượng uh, và tuy nhiên họ không biết uh, giữ tiền tài hoặc là bị uh, vay mượn hoặc có uh, thể có những cái sự hao tốn khi đầu và khi lựa chọn cái chậu cây sen đá không chỉ để trang trí mà còn mang lại cái ý nghĩa về mặt phong thủy giúp ngăn chặn cái sự hao tốn về tiền bạc giúp cho người tuổi dậu trở nên giàu có và sung túc hơn thưa quý vị và quý vị nghe đến đây thì chưa nhắc đến tuổi Tuất và tuổi Hợi là những cái tuổi trong 12 con giáp à, xem là phong thủy à, thì à, trồng những cái cây xanh nào thì phù hợp với cái tuổi này thì quý vị hãy à, chờ chúng tôi trong ít phút thì chúng tôi sẽ cùng trải nghiệm và cho quý vị những cái tham khảo rất là hữu ích ạ. quý vị và các bạn trở lại với chương trình chúng tôi đồng hành với quý vị những thông tin rất hữu ích và trong chương trình ngày hôm nay là chủ đề về phong thủy cây xanh và đặc biệt là cây xanh và cây phong thủy phù hợp với 12 con giáp như thế nào. Và chúng tôi trải nghiệm cùng quý vị với tuổi tuất. Những người tuổi tuất có đường tài lộc mà cũng khá ổn nhưng họ không biết cách quản lý tài chính nên là khó có thể là phát tài do không nắm được những cái cơ hội kiếm tiền thưa quý vị. Để khắc phục thì cây phát tài chính là một trong những cây trồng phong thủy theo tuổi phù hợp với người tuổi tuất. Và nếu đặt trong phòng khách thì đây sẽ là vật may mắn giúp họ tích lũy được tiền tài, có được nhiều cái cơ hội để kiếm tiền tài lộc lần lượt kéo đến để giúp cho họ có cuộc sống sung túc hơn và tuổi hợi Chúng tôi muốn nói trong chương trình này Thì người tuổi hợi họ là những người Mà tiền tài đủ dùng đủ ăn Rồi cũng là ăn ngon mặc đẹp đấy ạ à. Nhưng tiền tài trong tay họ thì hay bị thất thoát Do cuộc sống xa hoa Và thường thì sẽ không còn lại gì sau đó Nhiều đấy quý vị Nên là để khắc phục khi đặt những cái cây Như húng chanh hoặc là chậu nhất mặt hương Trên bàn làm việc Sẽ giúp kiểm soát được cái việc tiêu tiền Có lý trí hơn đấy ạ à. Và đặc biệt là bạn ấy thường xuyên sờ vào cái lá để có phát huy được hết những cái công hiệu của hai cái loài cây này thưa quý vị thưa quý vị và các bạn cây xanh phong thủy rất là hữu ích cho bản thân và gia đình. Đối với 12 con giáp khi biết được loại cây phù hợp sẽ giúp chúng ta có sự lựa chọn rất là đúng đắn để giúp chúng ta có cái tác dụng chiêu tài giữ lộc và có cái tác dụng là có thể là làm đẹp trong ngôi nhà. Vậy thì cái thông tin của chúng tôi đưa ra trong chương trình ngày hôm nay cũng hy vọng là sẽ là thông tin hữu ích để quý vị có chọn những cái cây phong thủy để phù hợp. Và thưa quý vị và các bạn chương trình phong thủy 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin khép lại tại đây và chúng tôi luôn đồng hành với quý vị những cái chủ đề, những lĩnh vực mà đang được cộng đồng quan tâm và quý vị hãy cùng theo dõi chương trình để chúng ta sẽ biết được chương trình tiếp theo chúng tôi sẽ nói đến vấn đề gì. Chúc quý vị một ngày mới bình an, hạnh phúc, may mắn và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tiếp theo.